Hi, how are you? Hello, tôi good, very good. À? Ủa, tự nhiên hỏi người ta xong cái bỏ đi ngang vậy trời. Hi, how are you? Hello, I'm good. Nữa, hỏi xong cái cứ bỏ đi ngang hoài vậy trời. Hello má. Ê, tao bực rồi nha, làm gì ai đi ngang cũng how are you tao hết vậy? Ủa gì vậy con nè? Không hiểu luôn á, có quen biết gì đâu mà sáng giờ ai đi ngang cũng how are you má hết trơn á. Mà tức cái chưa kịp trả lời nữa là nó bỏ đi mất tiêu luôn rồi. Trời, văn hóa Mỹ mà má, đó là câu cửa miệng ở đây luôn rồi. Bữa hổm tự nhiên ai đi ngang cũng khen mắt kính con mua đâu đẹp quá vậy, mà chưa kịp cảm ơn đồ nữa là nó bỏ đi luôn rồi. Ai cũng thân thiện vậy làm tao tốn nước miếng chết mày ơi. Wow, bánh ở đây ngon quá à. Má ơi, mua bánh về ăn được không má? Ok, bảy ơi, lấy tôi 10 cái đem về chứ nha. Dạ, 10 cái của chị nè. Mà hôm nay có đem thẻ ngân hàng không đó? Ở đây không có nhận tiền mặt đâu á nha. Chị này chọc tôi hoài. Hôm bữa là mới qua Mỹ nên tôi không biết thôi, giờ tôi có thẻ rồi nè. Dạ, vậy chị quẹt thẻ thanh toán giùm tôi với nha.